Xin chào mọi người nha. Mọi người hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2019 nè. Ngày mai là 1 tháng 6 rồi, bước sang tháng 6 rồi ha. Tháng 6 là quốc tế thiếu nhi rồi ha. Thiếu nhi gần như là được nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi ha. Còn khoảng là 6 tháng nữa. 6 tháng nữa là sẽ đến Tết ha. Tết Tây á. 6 tháng nữa Tết Tây, mới đây mình chưa hết là đã nửa năm rồi ha. Nửa năm còn ở dương lịch thì nửa năm, còn âm lịch thì còn khoảng là 8 tháng nữa. 8 tháng nữa ha. Đây là những cái cây mai đại lộc lớn ha. Hàng cỡ lớn là ghép năm nay là năm thứ 3 ha. Coi như là ghép năm nay là được gần như là 2 năm rưỡi rồi, cỡ lớn ha. Gốc này hoành từ khoảng từ 25 ha, 25 tới khoảng 30. Này là một cái lô này là nó có 10 cây nha, 10 cây. Ít bữa trước, mấy bữa trước thì mình đã quay là cái một cái lô mà nó ghép 3 năm rưỡi á. Còn cái lô này thì ghép ít hơn nhưng mà cái gốc thì nó to. Đây, ghép là gốc rất là to nè. Đây, giờ mình sẽ quay cho mọi người tham khảo á. Tham khảo ở đây là nó có 10 cây. 10 cây nha. Cây thì hoành nó khoảng từ 25 á, 25 là nhỏ nhất. Đây là có hoa của nó nè. Hoa nó nhú vàng á. Màu vàng rất là đậm nè. Nó nhú mấy bữa nó mới bung ra. Đây. Nhú mấy bữa mới bung ra ha. Hồi Tết vừa rồi ở Tên Lửa mình có quay một cây mai đại lộc thì nó cũng cỡ cái này. Gốc nó còn hoành khoảng chừng 30 á, 30 tới 35 gì đó. Đây, chúng ta xem lại cái hình ảnh hồi Tết vừa rồi á. Những cây đó thì nó cao cũng khoảng là 1,5 tới 2 mét nè. 1,5 tới 2 mét, nó to hơn cái này. Đấy, thì lúc đó mà chợ Tết mình cũng có hỏi giá. Một cái cây nhỏ thì người ta bán với giá là 35 triệu. Và cây lớn người ta bán với giá là 40 triệu à. Đây. Thì nói chung cây của mình thì không thể nào đạt tới mức đó được. Không thể nào ở mức vườn thì anh giá cho anh em tham khảo á. Anh tham khảo chúng ta có thể là mua tặng hoặc là mua về nhà chơi. Đấy, hoặc là mua trưng cho cái trường học hoặc là cơ quan xí nghiệp vậy đó, hoặc đơn giản cho tham khảo chơi vui cũng được ha. Đây là những cái cây hiện tại ha. Hiện tại vào tháng 6 đây, tháng 6 đây. Nó đã có những cái hoa trái mùa nè. Hoa đó là màu rất là vàng đậm á. Đây cái búp giá rất là dễ thương nè. Búp tròn thế này là nó nhiều cánh á. Có 10 cây, có 10 cây thì mình sẽ quay cho mọi người tham khảo á. Đây. Cây này thì nó đang nằm cái chậu là chậu bát giác á. Này thì mới thay chậu thôi, mới thay chậu thì chúng ta để cho chúng ta chơi tới Tết, không cần thay nữa. Này, có một vài cây thì nó chưa có thay. Đây là nàng đang nằm chậu bát giác là 5 tấc rưỡi á. 5 tấc rưỡi. Bát giác là 5 tấc rưỡi. 5 rưỡi hay 6 tấc gì đó. Đó nó thì nó khoảng 5 tấc rưỡi 6 tấc gì đó. Cũng khá to ha. Ở đây là mình đo cái hoành thân phía bên trên. Hoành thân ở bên trên, hoành gốc thì to ha. Hoành thân ở trên là được là 26 à.
26 là cái cụm ở trên đây nè. Còn cái gốc thì nó to hơn đó. Nhưng cái gốc thì nó có rễ đâu thì đo nó hơi khó đo ha. Cái rễ này nó bự nguyên một cái bựng. Cái rễ này thì đo sát sát nó khoảng 55 á. 55. Rồi chiều cao của cái cây này, chiều cao của cái cây này để mình đo tính từ mặt chậu á là khoảng 110 á, 110 là 1m1 á, 1m1. 110 là 1m1 ha, tính từ mặt chậu á. Hiện tại cái đoạn nó vẫn còn cao nữa, cao nữa. Cái chậu thì nó cao là khoảng là như đây. 22 ha. 22 với 110 là 130 ha, 1m3. 1m3 là để dưới đất, nếu mà chúng ta kê lên cái chậu khoảng một cái đôn khoảng 5 tấc nữa là 1m8 ha, 1m8. Đó với cây này. Đấy. Đây là một cây mai trồng á, cây trồng bộ đã được xử lý từ nhỏ. Cây mai trồng đây, trồng rồi ghép là khoảng 2 năm rưỡi á. Ghép cái cốt ghép trồng rất là to nè. Cốt ghép bên trong, ghép bên trong. Nó ở bên trong nó đã kéo da rồi, kéo da rồi ha. Hứa hẹn là khoảng chừng năm sau á, năm sau nữa là nó sẽ liền, nó kéo được phần nửa rồi nè. Đấy, kéo ra được phần nữa rồi. Đây mới thay chậu á, mới thay chậu thì chúng ta cứ về để cái chậu này, năm sau tiến hành thay phân á. Đấy, cây này thì nó cao, nếu mà để dưới mặt đất á thì khoảng là 1m3 ha, 1m3. Còn để trên cái đôn á thì nó có thể cao được đôn 2 tấc hoặc là 5 tấc ha. Thông thường thì để cái đôn khoảng là 3 tấc tới 5 tấc. À, giá tham khảo là 5 triệu á, 5 triệu. Tại vì cái giá này mình lấy về nó cũng rất là cao á. Lấy về nó có tốt có xấu thì nó cũng đã là như là 4 triệu rồi. 4 triệu thì bây giờ dưỡng tới Tết thì nếu mong nói chung là đến Tết thì mình nó sẽ có một cái giá nó cao hơn tí xíu. Tại vì lấy một cái lô này 10 cây thì có gốc đẹp, có gốc cũng không được đẹp lắm. Đây là cây số 1 á, tham khảo. Đây là một cây mai trồng từ hột, có thể trồng mười mấy 20 năm rồi không chừng. Hoành nó là 25 á, 25. Đây 25. Rồi. Tiếp theo ha, đây là một cái cây nằm cái chậu này là chậu hình chữ nhật ha. Cái chậu này lọt lòng nó là 70 á, 70. 70. Bộ đế ra trong này thì nó khoảng là 60 á. 60 á, bộ đế nè. 60 khỏi vô chậu 70 á. Cái bề ngang của cái chậu này là 50 á. Chậu là 50 70. Đấy, 50 70, cây này cái form cao á. 50 70, form cao. Cái rễ này hình giống như hình con cá sấu, hình con gì đấy. Cá sấu, kỳ đà, kỳ nhông gì không chừng. Đấy. Cái này cái phơm nó cao á, cái phơm nó cao, này là cao khoảng 1m rưỡi á. À, thì mình đứng là nó đứng cũng ngang cái đầu mình, 1m rưỡi, 1m7 gì đó. À, phơm cao, à, cây này thì ghép cũng một lượt đó ha, một lượt đó cũng khoảng là 2 năm rưỡi, 2 năm rưỡi á. À, bắt đầu từ năm thứ ba trở đi á, là những cây này rất là khỏe. Khỏe tại vì cái gốc nó đã mạnh rồi. Đo cái hoành gốc nó bao nhiêu đây. Hoành gốc đo phía bên trên nó là đúng 30 luôn ha. Hoành gốc là 30 ha, 30 là to hơn cây bên kia nữa. Cái gốc này to đó. À, giá tham khảo đối với anh em là 7 triệu á, 7 triệu. Cái chậu này thì nó bị bể rồi, bể rồi. Chúng ta có thể thay cái chậu mới hoặc là để vào cái non bộ á. Để non bộ. Còn này mình để cái chậu này mình nuôi luôn, cái Tết cũng không sao. Đây là cây số 2 á, số 2. Chiều cao đó nó thì khoảng là 1m rưỡi á, 1m rưỡi. Tính từ mặt chậu. Là 1 thước 30, 1 thước 30 với cái chậu 2 tấc nữa là 1m rưỡi á.
tính luôn chặt là khoảng cao 1,5 m nha. Rồi, à, đây là cây số 3. Cây số 3 này ha. Số 3 này cũng là một cây mai trồng. Cái cây bên kia thì mình cũng không rõ là mai trồng hay là mai mọc nữa. Cái gốc nó cũng có phải là khá già, có thể là nó là một cây mai mọc ha, một cây mai rừng, mai mọc hoang. Còn đây những cây mai trồng, những cây mai trồng nè. Trồng thì bộ rễ được xử lý từ nhỏ, rễ rất là đẹp ha. Là hoành nó là 28 ha. 28. Hoành trên đây ha, ở dưới đây thì gốc nó cũng nở ra. Nở ra. Thì cây này cũng giống như cây số 1 ha. Này cũng khá cao á. Đang có hoa nè. Này, cây này với giá tham khảo á, thực tế nó còn to nữa ha. Tham khảo là 5 triệu á. Đây là cây số 3 ha, số 3 ha. Với giá tham khảo á. Rồi. Đây là cây số 4 à. Cây số 4 này thì nó nhỏ hơn. Số 4 này thì cũng là một cây mai trồng khoảng 10 năm, 10 năm, 15 năm gì đấy. Hoành là 25 à. 25. 25. Cái này được ghép là nó muốn liền cố à, bên trong rất là to. Cao khoảng là 1,2 m, 1,2 m. Đang nằm chỗ lục giác là nằm lục giác 6 tấc á. Chỗ lục giác là 6 tấc. Này với giá bán tham khảo là 4 triệu à. 4 triệu. Cây này bán là coi như là bán là lỗ vốn á, tại vì trong một cái lô này có cây này cây kia nhập về thì nó đã hơn 4 triệu rồi. 4 triệu rồi. Nhưng mà có cây này cây kia. Đây, tiếp theo là cây số 5 á. Cây số 5. Số 5 này thì gốc đẹp. Gốc cũng khá đẹp ha. Cây số 5 này thì cái hoành bên trên đây là 23 ha, 23. Chiều cao cũng khoảng 1,2 m. Chiều cao là 100. Tính từ mặt chợ là 100. Cây này thì hơi thấp. 100 ha. Nhưng mà cái đọt sao tới đã được cắt đôn rồi. Đồn sao tết có thể cao thì khoảng 2 cm, 20 cm nữa ha. Cây này với giá bán tham khảo là 4 triệu á. Tiếp vào bên đây. Đây cũng cao khoảng 1,2 m. Cây số 6, đây là một cây mai, có thể là một cây mai mọc hoang không chừng. Bộ rễ nó đó có kiểu cả tự nhiên á. Cây này rất là già rồi. Này là hoành là 28 á. 28. 28. 28. Bộ rễ như nó trời trải đều hết trơn. Không ghép đại lộc ha. Ghép 2 năm rưỡi rồi. Giá bán tham khảo là 5 triệu quá. Rồi, cây đó là cây số 6. Số 6 à, 5 triệu à. Cây này bán 4 triệu, nói chung là tính cái giá này nguyên cái lô này nếu mà bán hết á thì có thể lời được khoảng là 3 đến 4 triệu á. Có nghĩa là bán hết á, bán một lô hết luôn á. Còn xé lẻ ra có thể là, nếu mà xé lẻ ra cây đẹp không, còn cây không đẹp là bán nói chung là cũng khó mà bán lắm. Giá cho anh em tham khảo tại thời điểm này tại vườn á. Cây số 7. Số 7 là con này cũng là một cây mai rừng á, mai mọc không chừng. 30 á. Cái rễ giống như hình con cọp con gì đây, cọp bạch tuộc gì đây. 30 à. 30 tàn bên trên à, cũng khá đẹp, cũng tròn á. À. Mà cắt bên trong rất là lớn á, nhưng đã kéo da rồi đây rồi. Rồi, đó là cây số 7 á. À. Cây số 8 này, số 8 này bộ rễ á. À. Cây số 8 mà với cây số 6 có thể là thành một cặp á. Bộ rễ nó nôm, trải đều hết rồi. Cây này thì đo nó là bao nhiêu đây? 27. Trải đều hết á. Cây này thì tàn thông á, rất tàn thông. Cây này cây trực luôn á.
Này, cây số 8 với giá là 4 triệu. Rồi, cây số 9 nè. Cây này thì một cái lô thì có kèm cây này cây kia. Cây này thì nó không có được đẹp lắm mà. Đây, đây là một cây mai, mai rừng. Mai mộc hoang. Hoành là 25. Chính như 25 đi. 25. 25. Này cây số 9 nè, với giá là 3 triệu. Trên nó cũng xum xuê rồi. Rồi, là cây số 10 á, số 10 là một cây mai trồng. Dáng nghiêng nghiêng. Giá tham khảo là 5 triệu á. Đây, hoành ở bên trên là khoảng 25 á. 25. 25. Cây này thì nó cũng có nghiêng, dáng nghiêng cũng khá đẹp á. Nghiêng. Nghiêng giống như đường cong á, những cái đường cong. Đấy, đó là 10 cây anh em tham khảo nha. Đây, 10 cây. 10 cây là ghép 2 năm rưỡi á, đến Tết năm nay là nên là 3 năm. 3 năm. Rồi, xin chào mọi người á, chúc mọi người xem video vui á. Đây. Xem video vui á. Còn bên trong là cái cây mai Đại Lộc ha. Là ghép, có thể ghép một cây mai Phú Yên không chừng. Có một cái người ta nói Bình Định, nhưng mà Bình Định thì có thể là bẻ cái chi tàn này nó chưa có chuẩn lắm, có thể là mai Phú Yên nha. Ta những cái cây để dưới cây mai lớn nè. Cây mai lớn là giá tham khảo hiện tại là 25 triệu á, 25 triệu. Tại vì cái giá mua vào nó đã là 20 rồi. 20 triệu á, nhưng mà chuyên chở đủ thứ hết trơn. Cây này thì ghép non à. Cây này thì nó mới ghép như có 6 7 tháng à. 6 7 tháng đến Tết thì nó cũng cho hoa. Cho hoa mà ít à. Cái này thì mình đo thử ở trên này ha. Ở trên này thì nó nhỏ. Ở trên này thì đo được bao nhiêu đây? Ây da. Ở trên này thì đo được là 22 22. Cái cổ này là 22. Đây mình đo nguyên cái vòng gốc ở dưới đây là bao nhiêu. Cái vòng gốc đây thì khá là to ha. Kiểu như con voi vậy. Đây, cái vòng gốc ở dưới đây là 60 như 65. 65. 65. Này cao khoảng là như là 2 mét. 2 mét à, 2 mét mà tính từ tính luôn chậu á, là 2 mét, nếu 1 mét thì khoảng, nếu mà tính từ mặt chậu khoảng 1 mét rưỡi á. Cái củ rất là to. Rồi, xin chào mọi người.